Xin chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Chào ngày mới, cho xin gửi lời chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới tràn đầy hạnh phúc và nhiều sức khỏe nha. Hôm nay từ Sài Gòn xin chạy xuống Bến Tre. Từ Bến Tre để đi đi bốc hàng đi cửa khẩu mọi người. Bốc hàng đi cửa khẩu phía Bắc á, bốc bưởi nha. Hôm nay thì đi có một mình thôi cô chú anh chị các bạn. Hôm nay chỉ đi có một mình thôi các bạn, tại vì hải xe hồ hôm rồi bị tai biến rồi, bị nói chung là bị liệt hết nửa thân người mọi người, cho nên là hải xe hồ không được đi với Sơn nữa. Là chỉ có hôm nay là chỉ có một mình Sơn chinh chiến thôi. Và nói chung thì bây giờ đã cũng vừa tới cái bãi để đi bốc hàng á. Đang chờ để làm hàng cho này và bốc hàng đi thôi. Khi mà bắt đầu Sơn đi á, trên đường đi có những cái nơi nào mà đẹp của đất nước Việt Nam mình, hoặc là những cái quán ăn nào mà nó ngon, nó hợp khẩu vị mà nó rẻ, nó vừa túi tiền nữa, thì Sơn chia sẻ lại cho cô chú anh chị ha. Để sau này khi mà các bạn, khi mà mọi người mà có đi du lịch từ Nam tới Bắc á, thì các bạn cũng biết những cái địa điểm đó để mà ghé ăn, nó không có phải bị chặt chém mà nó ngon nữa. Nói chung là từng nơi có những cái món ăn nó rất là thú vị luôn, nhưng mà đôi khi không có ai chia sẻ hết thì có vẻ như là mình sẽ không biết được, cho nên là Sơn ăn thấy món gì mà hấp dẫn ngon thì Sơn sẽ chia sẻ lên cho cô chú anh chị biết cùng biết ha. Rồi thì bây giờ hôm nay mình tới đây rồi, vừa tới đây thì bây giờ mình đi ăn sáng thôi. Đi ăn sáng xong rồi bây giờ mình chờ chắc khoảng là 3-4 giờ thì đó là bốc hàng mọi người. Khi bốc hàng xong là mình xuất phát đi luôn. Rồi xin mời cô chú anh chị đồng hành cùng Sơn nha. Cũng rất là cảm ơn thời gian vừa qua cô chú anh chị đã ủng hộ cho Sơn và Thuận và vẫn đồng hành cùng hai anh em. Nói chung là ngưng một thời gian cũng lâu á, nhưng mà khi mà up đăng cái video lên lại thì vẫn thấy mọi người vô xem và ủng hộ. Một cái điều đó là một cái động lực rất là lớn luôn để cho Sơn tiếp tục làm những video tiếp theo. Thật tình mà nói là một lần nữa là rất cảm ơn cô chú nha. Thôi mời cô chú đi ăn sáng cùng với Sơn ha. Một lần nữa cho Sơn gửi lời chúc một ngày mới an lành đến tất cả mọi người, hạnh phúc vui vẻ và nhiều may mắn nha. Đây cái cửa hiệu Đại Lý Thanh Thi nha các bạn. Đó, Đại Lý Thanh Thi nha. Ở bên Tiền Giang mình chạy qua thì nằm bên tay trái. Nói chung là qua cái vòng xoay thứ hai nằm bên tay trái nha mọi người. Qua trạm thu phí và trạm xe thứ hai nằm bên tay trái. Đi tới đây thấy cái gian hàng của bà chị này bán đồ quá trời luôn. Đây bánh dừa nè ha. Nem nè, kẹo dừa là đủ thứ hết trơn luôn, đủ các loại luôn. Quá trời đồ ăn luôn. Đã ghê luôn á. Đó. Trời ngon ơi ngon luôn á, nhìn nè, hấp dẫn quá chừng luôn. Đây Sơn đang khui một cái bánh dừa nha. Đây, bánh dừa nè, bánh dừa màu xanh này á, dây xanh này á là dây đậu nha, còn dây vàng là dây chuối nha. Đây mọi người ăn thử bánh dừa đặc sản của Bến Tre miền Tây nha. Rồi xin mời các bạn ha, mời mọi người ha. Đậu xanh ngon lắm, ngon lắm rồi, ngon cực kỳ luôn á. Đây Sơn xuống Sơn mua một ít bánh đó nè. Đó, nói chung là nhìn rất là hấp dẫn luôn. Nói chung cũng ngon lắm, mà anh chị ở đây cũng nhiệt tình lắm nha. Mua bánh mà cho một chai nước suối nữa, một cái khăn nữa. Dễ thương ghê. Ở đây bán đàng hoàng lắm mọi người. Nói chung là bán giá hợp tình hợp lý lắm, chứ không phải nói thấy khách lạ mà bán giá trên trời là không có đâu nha. Rất là đàng hoàng luôn, rất là nhiệt tình. Mọi người cứ đi ngang đây thì ghé ủng hộ cho anh chị ha. Đó. Sau khi ăn ở dưới một cái bánh nhân đậu rồi, bây giờ Sơn lên xe, Sơn sẽ test thêm một cái bánh nhân chuối nữa nha. Coi nó thử rồi đó, nó ngon luôn. Cái bánh của anh chị này là ở nhà làm luôn mọi người. Anh chị nó là anh chị ở nhà làm luôn nha. Cho nên là rất là chất lượng. Còn những cái bánh chỗ khác thì người ta bán thấy nó lớn lắm, nó bự lắm, nó to lắm. Nhưng mà chất lượng ngon thì không biết là có ngon như thế nào, chứ ở đây cái bánh này là anh chị bán rất là ngon luôn. Đây ha,
để mình lột ra, mình cắt dây xong rồi mình lột ra. Tất cả đều làm bằng lá dừa hết đó mọi người, làm bằng lá dừa nước á. Đây, cái này làm không biết là bằng lá dừa nước hay là dừa ta thì không biết được. Đây cái bánh nhân chuối nè mọi người, nhìn nè. Rồi, thấy nó hấp dẫn ha, nó tươm mật ra luôn. Đó, nhìn thấy là thấy thèm rồi đó ha. Rồi mời mọi người ăn cái sơn nha. Ngon, vừa ăn ghê, béo mà có cái vị chuối nó ngọt ngọt nữa mọi người, cho nên là dễ ăn lắm, rất là dễ ăn luôn. Ngon quá. Thôi bây giờ Sơn đi đây. Bánh này thì ăn nó bị dính tay, mình phải có khăn mới được. Ngon, có nước cốt dừa nè, có sát dừa nè, có chuối nè, có đậu nè, nếp. Ngon thật sự luôn á. Mà con cá dính tay quá. Sơn ghé mua được bánh dừa, khoai lang, khoai lang sấy á mọi người. Rồi bánh bía, bánh phồng sữa, vị sầu riêng. Cái đường bốc bưởi này nó nhỏ lắm ấy, mọi người, nhỏ xíu luôn á, cho nên là đậu xe gọn gàng vô rồi ha. Đậu xe gọn vô giờ mình kiếm dạng thôi. Chơi chắc mới 200 cây xuống luôn nè, còn tươi đây mít luôn ha. Thôi, mọi người thấy ha, từ chỗ đậu xe mình đi bộ vài trăm mét mình tới quán rồi nè. Ở đây có quán hủ tiếu mực nha. Ở đây thì cơm thì không có rồi, mình xuống đây mình ăn hủ tiếu mực thôi. Đây hủ tiếu mực. Hủ tiếu mực. Rồi, hủ tiếu mực cả nhà. Đó. Nhìn hấp dẫn ha. Gói ngay ngút luôn. Rau sống nè. Chanh ớt nha. Rồi, hôm nay mình vừa qua tới luôn. Qua tới vào tới 7 của Trung Quốc là khoảng 3:45. Khoảng 3:45 các bạn. Và hiện tại bây giờ là xe của mình đang đứng chưa bỏ hàng luôn rồi nè. Các bạn nhìn thấy rồi, phía sau đang đứng chưa bỏ hàng rồi. Thì bây giờ trước khi bỏ hàng mình đang cái không thì lên trên đây mình sẽ view sơ về cái nơi của mình sinh hoạt trên xe ha. Đây là cái giường hầm nè mọi người. Đây là cái tầng hầm. Tầng hầm này là chứa được cái đồ đạc và cái này cũng nhiều lắm nha. Cũng rất là sạch sẽ luôn, quần áo dơ rồi cái đó. Đó, xe mình thì hai ghế. Ở đây ở trên đây thì có một cái máy lạnh rời mọi người. Máy lạnh rời xe bình nè. Đó, những lúc mà xe đậu á, những lúc xe đậu thì mình có thể mở cái máy lạnh này nè. Mình nghĩ nha, nhưng nó xe bình thì cái thời lượng của nó xài á thì nó chắc khoảng 3 tiếng mấy 4 tiếng đồng hồ thôi mọi người.
khi mà mình xài xong rồi á, mình canh cái giờ đó thì mình nổ máy lớn lên, mình sạc bình, mình sẽ sạc tiếp được nha. Đây ví dụ mình mở cho mọi người xem nè, có remote ở ngoài ha, chỉnh nhiệt độ nè, quạt nè, hẹn giờ rồi nè mọi người, đầy đủ hết luôn hả. Đây mình mở cho mọi người xem đó. Mình để cái quạt rất là nhỏ luôn, nó cuối cùng luôn đó nha, nhưng mà vẫn là mạnh luôn mọi người, quạt mạnh lắm. Còn đây là nội thất, đây là tắp lô của xe hậu bồ mắt nè, 2024 mọi người. Nói chung nó chạy cái dòng xe này thì nó rất là nhẹ nhàng, nó khỏe lắm nha, máy lớn mình chạy nó khỏe lắm. Cái dòng máy lớn này mình chạy nó khỏe lắm, nó nhẹ nhàng lắm, nếu như xe con vậy đó, cho nên là cái sức khỏe của mình nó có, mình có thể mình chạy, thay vì bây giờ ví dụ như mình chạy những cái xe đời cũ á thì mình chạy khoảng 3-4 tiếng rồi đó là mình mệt, khoảng 5-6 tiếng rồi mình mệt, còn mình chạy cái xe này thì mình chạy suốt luôn vẫn được, trừ khi nào mà cái khung giờ mà 3-4 giờ sáng hay là 4-5 giờ sáng á, cái giờ đó rất là dễ buồn ngủ, cho nên là mình tắt mình ngủ thôi, còn không là mình có thể mình chạy xuyên suốt được luôn nha. Cái xe này nó vậy đó các mọi người, nó đời cao cho nên nó chạy nó khỏe. Đây mình quay ra phía trước cho mọi người xem cái tắp lô nha. Đây rộng lớn kinh khủng luôn, lớn lắm nha mọi người nha. Kiếp luôn. Hôm nay mình đi cửa khẩu Hữu Nghị nha anh em. Xe đẹp quá. Toàn cảnh bãi bằng tường, hiện tại mình đang ở trong bằng tường của Trung Quốc. Cái bãi rộng lớn khủng khiếp luôn, từ cửa khẩu Việt Nam mình qua tới đây chắc khoảng 12 cây số. Muốn đi vệ sinh là lội mỏi cả chân luôn. Đây là cái khu cắm điện của dành cho những xe anh em mà xe điện công điện nè. Đây. Còn bên trong cái khu này là cái khu nhà xưởng nha anh em. Cái khu để cho những cái xe Việt Nam mình sang qua đây á, mình đấu đích lại với nhau và bỏ hàng nè. Thật sự là đi Nam Bắc bao rất là lâu, nhiều lắm rồi, cũng lâu lắm rồi đó, nhưng mà khi hôm nay trở lại đi qua cái cửa khẩu Hữu Nghị này là bỡ ngỡ kinh khủng luôn, có nhiều đường đi, nhiều cái thứ mình không có biết được, cho nên là anh em mà đi thì cập nhật thường xuyên mới biết được mọi người. Đây khi mà mình đi vệ sinh thì vừa về tới xe thì xe mình đã mở cửa công lên luôn rồi. Đây chúng ta bỏ hàng rồi mọi người, xe Trung Quốc cũng đã đấu đích lại rồi. Ok, quá tốt luôn. Bây giờ hiện tại bây giờ là đã 4 giờ Việt Nam rồi, là 5 giờ Trung Quốc. Không biết là bỏ hàng xong có về kịp hay không. Đây là xe mình đây. Xe mình đây. Sang qua xe Trung Quốc là xe này. À, bây giờ mình không có về Việt Nam kịp rồi mọi người, cho nên là xe đang bỏ hàng đây, để xe lại đây và mình đi taxi để taxi về Việt Nam nha. Này taxi, hello anh taxi là người Trung Quốc nè, bây giờ anh chở mình từ bằng tường đi về tới Hữu Nghị luôn rồi, bây giờ mình lên xe mình về mọi người ha. Hello anh cô. Ok về Hữu Nghị. Tắt làm đây chứ, cái xe kia nó chạy lạnh rồi. Em tắt rồi.
Rồi hai anh em mình bắt đầu đi về thôi mọi người. À đừng cái ha, bây giờ mình bỏ tiền đâu. Qua giờ này bỏ. Dạ, giờ này bỏ chắc không được, chắc chắn rồi. Đây. Sáng nay vừa sớm. Trung Quốc, rất là lớn luôn. Khiếp thật sự. Dạ. Vì anh bị kỹ lao à? Cái xe đi nào đi? Xe trong trong cái xe đi về là ghế ngồi cũng riêng biệt này, cũng lịch sự lắm chứ bộ. Dạ, dạ. Điện này về anh hả? Mình cầm theo bên đây mình về được anh hả? Dạ. Tại bên trái hả? Dạ, 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 dạ. Vẫn đi ra đường hồi nãy hay sao anh? Ừ, đường nãy mình vô hả? Thì không, đường vô hồi nãy là đường vô, còn nay là cổng ra. Dạ. Ra ngoài ngoài nó bằng cắm chiếu mình đâu qua người đó. Cầm số chưa? Đi nha. Đây là ngay cửa khẩu đoạn đường đi bộ mấy anh em đi bộ về. À. Ê. Về đến giáp với Việt Nam mà nha mọi người. Đã về đến Việt Nam rồi nha cả nhà. Đây Việt Nam của chúng ta. Đây là cái bãi chờ của những xe anh em mà vô bãi chờ chưa kịp phải nằm ở đây để ngày mai đi vô bãi chờ để tải qua Trung Quốc. Trung tâm thương mại quốc tế Hồ Nghị. Giờ đây đóng dấu sổ để mình về Việt Nam đó mọi người. Sau khi về Việt Nam một đêm thì qua đây thì hàng đã bỏ xong rồi nha anh em. Bây giờ mình chưa đánh xe về Việt Nam thôi mọi người. Đây. Đó.